khởi đầu với việc phản sát anh trai đồng gương mặt giống hệt để thế chỗ. Đại nhân, chuyện này nên làm thế nào? Ngươi đến nhà Từ Lãng và nói cho người phụ nữ đó biết. Vâng. Gia đình Hứa cuối cùng nhắm vào Từ Lãng hay chính mình? Ta biết cháu trai mình làm không ít chuyện sau lưng ta, có vài việc ta cũng không hỏi kỹ, chỉ mong chuyện đừng quá lớn. Gia đình Hứa vẫn không buông ta. Ngươi là đồ phế vật, tập may mắn lại được thăng chức, xem ra đã tốn không ít công sức. Lần này ai muốn chơi ta? Là Phương Viễn Sơ hay Hạo Quân và Triệu Chí Bằng? Hừ hừ hừ, không hổ là đội trưởng Tư, bị bắt mà vẫn ai phong lẫm liệt. Ngươi dám đánh ta? Ngươi có quen thuộc nơi này không? Lần trước ngươi đã đánh mặt ta ở đây. Ngươi thái độ cao ngạo, đối xử với ta như một con chó. Ta vẫn còn nhớ rõ. Thời gian trôi nhanh thật, chưa đầy một tháng ngươi đã rơi vào tay ta. Ngươi muốn làm gì? Hừ hừ hừ, nếu thêm chút muối thô và hạt rẻ, chỉ cần ấn xuống không đầy 3 hơi thở có thể có 6 phần. Người nhà họ Hứa ta là sai dịch huyện Thanh Sơn. Vợ ta là chị ruột của tiểu thiếp sùng ái nhất của phó chi phủ. Ta khuyên ngươi đừng tự hại mình. Từ Lãng, người xét xử ngươi tôn trọng là luật pháp của Đại Thánh. Đừng nói vợ ngươi, chỉ có liên hệ với tiểu thiếp của phó chi phủ Thanh Châu. Dù ngươi là con ruột của phó chi phủ Thanh Châu. Rơi vào tay ta, trừ khi triều đình sụp đổ và luật pháp trở thành giấy vụn. Nếu không, không ai cứu được ngươi. Ngươi đã hối lộ bao nhiêu bạc cho Đại Hải? Bao nhiêu người tham gia? Ở phía Nam Thành có bao nhiêu người tham gia? Tham ông bao nhiêu bạc? Sao không khai sớm đi, đồ phế vật? Có giỏi thì giết lão tử đi. Hôm nay lão tử không chết, ngày mai ra ngoài sẽ khiến ngươi trả giá gấp trăm lần nỗi đau hôm nay. Hừ hừ hừ. Vậy chúng ta chơi từ từ. Khi viên gạch xanh thứ hai rơi xuống, đau đớn sẽ như bị dao cắt. Viên thứ ba đầu gối người gần như hỏng. Viên thứ tư xương chân sẽ biến dạng. Dù thầy thuốc giỏi nhất cũng không thể chữa khỏi. Người sẽ trở thành kẻ tàn phế suốt đời. Viên thứ năm, gân và cơ chân người sẽ bị xé rách. Muốn làm kẻ tàn phế cũng khó. Người sẽ chỉ nằm trên giường suốt đời. Người thấy cái ghế hổ ta chuẩn bị thế nào? Hừ hừ hừ. Dù ngươi là hổ thật, cũng bị ta thuần thành mèo bệnh. Chỉ cần một khắc, ngươi sẽ tàn phế. Lúc đó, vợ ngươi liệu có đối đầu với nha môn vì một kẻ phế? Ta đoán ngày mai, vợ ngươi sẽ đưa Đào Lão vào nhà lao. À, tiếp tục đi. À, đội trưởng Từ, ngươi thật là một người tiếp tục. Ta khai. Ta khai. Hừ hừ hừ. Ta nghĩ ngươi chịu được đến viên gạch thứ tư mới khai. Đúng là chịu thua rồi. Biết sớm như hôm nay, đáng ra phải giết hắn sớm. Tên khốn này, thật là kiên nhẫn. Ta đã đánh giá sai. Nói đi. Nếu ta nói ra, ngươi có dám làm tiếp vụ này không? Ngươi sẽ trở thành kẻ thù của nha môn. Toàn bộ nha môn sẽ coi ngươi là kẻ thù. Ngươi sẽ hủy hoại con đường tài lộc của sai dịch. Đó là việc của ta, không cần ngươi lo. Quan huyện đại nhân, thủ lĩnh lệnh chúng ta vào nhà lao tham gia thẩm vấn. Từ Lãng, tránh ra. Để ta xem lệnh cảnh gác của chúng. Tính toán thời gian, có lẽ đã khai thác được một số thông tin rồi. Thân thể của Từ Lãng chắc không chịu nổi mấy công cụ tra tấn. Cho chúng vào đi. Đi thôi. Ta vào trong theo dõi chúng. Không cần, lỡ chúng thông đồng với nhau thì sao? Hừ hừ hừ. Không sao, khoảng một nén hương sau, bốn người lính canh ra khỏi nhà lao. Người nhà họ Hứa, Từ Lãng dù sao cũng là lính. Mười đội trưởng là đồng nghiệp của chúng ta. Ngươi tra tấn hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó ngươi cũng gặp cảnh này sao? Ngươi tên Triệu Thái phải không? Cắt. Là ta. Ngươi cũng muốn tra tấn ta sao? Nhiệm vụ do ngài hình đại nhân sắp xếp đã hoàn thành. Không nên hỏi những điều không nên hỏi. Chúng ta đi thôi. Thế vậy, tức là nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy là tốt. Từ Lãng đã khai ra những hành xáo bất hợp pháp khi các người thu phí tại khu Nam Thành. Tự ý tăng phí, lợi dụng để thu lợi bất chính, can thiệp vào cạnh tranh thương mại, tùy ý đánh đập từ chúc, không quan tâm đến những người bán hàng nhỏ không nộp nghi ngờ các người có ý đồ làm rối loạn môi trường kinh doanh huyện Thanh Sơn, ý đồ lật đổ sự ổn định của huyện Thanh Sơn. Theo luật đại thánh, các người bị bắt giữ. Ngươi nói gì? Ngươi muốn bắt cả bốn người chúng ta? Có vấn đề gì? Ngươi điên rồi sao? Có lính canh nào ở ngoài? Chỉ thu phí một cách chân thành không? Những người bên cạnh ngươi, ai mà chưa từng cắt xén phí? Dân không tố quan không buộc, chỉ trách các người ăn uống quá xấu xí. Bắt chúng đi. Đột nhiên có quyền lực thì làm càn, làm việc pháp luật một cách trắng trợn, vẫn không tránh được tình người. Hắn bắt giữ đồng nghiệp hàng loạt, đang tự đẩy mình vào đường chết, chẳng còn xa cái chết nữa đâu. Cuối cùng là trung thần hay bạo quân? Trung thần làm việc chính trực, còn tuân thủ pháp luật,
Bạo quân thì không nhận thân thích. Tất cả vì mình. Nếu là đồ tể, chỉ sợ sẽ bị mọi người xa lánh. Không thành đại sự. Binh không nhìn sai người chứ. Mê Mơn, Cố Trọng Minh vẫn chưa ra tay, quyết tâm giúp Hứa Hạ Nhân. Người lính mới này, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ hắn muốn đấu với Hình Minh? Hê hê, đấu thì đấu, không phải chuyện xấu. Huyện Thanh Sơn yên bình, hiếm khi có chút vui. Sự ổn định của huyện Thanh Sơn là giới hạn cuối cùng. Từ Lặng đúng là nham hiểm, một khu nam thành nhỏ bé mà thu được nhiều bạc thế này. Người liên quan không chỉ có 4 người Triệu Thái. Huynh muốn tiếp tục bắt không? Bắt thế nào? Số người liên quan ở Nam Thành hơn 20 người. Bắt hôm nay, ngày mai ai tuần tra huyện Thanh Sơn? Ai giữ gìn trật tự huyện Thanh Sơn? Đúng là không thể bắt hết. Nếu bắt hết, thì thật sự thành bạo quân. Bạo quân không có kết cục tốt. Chẳng lẽ phạm sai lầm là không xử được? Thật ra mọi người hiểu lầm ta rồi. Ai cũng phạm sai lầm. Nước trong thì không có cá, ai cũng hiểu. Chỉ cần không quá đáng, mọi người muốn sống tốt không có gì sai. Không giấu gì mọi người, ta có thù với Tử Lãng, không chỉ vì hắn cản ta thắng chức, thực ra vì sau lưng hắn có chủ. Mấy năm nay Tử Lãng lấy từ nhà họ Phương, ít nhất 3-4 ngàn lạng bạc, số thực tế chắc chắn còn nhiều hơn. Nếu vậy, ta không tức sao được. Thật không thể tin được, ít nhất là 3-4 ngàn lạng. Cả đời làm sai dịch có thể kiếm được nhiều. Dù sao tiền của nhà họ Phương không liên quan đến ta. Ta chỉ là con rể nhà họ Phương. Vấn đề là con rể này chỉ để làm cảnh. Tử Lãng đã có gia đình, không muốn lấy con gái nhà họ Phương, nhưng lại muốn tiếp tục lấy tiền của nhà họ Phương, nên lôi ta ra làm bia đỡ đạn. Tử Lãng ép ta lấy con gái nhà họ Phương, còn yêu cầu ta và Phương Nhược Nhi làm vợ chồng giả. Thì ra huynh lấy con gái nhà họ Phương là do Tử Lãng ép. Tử Lãng thật đáng ghét. Tiền đồ là máu mủ ruột thịt, lại còn ép người ta lấy vợ già. Thật quá đáng. Mẹ kiếp, nếu là ta sẽ bắn hắn vài lỗ. Tử Lãng làm quá đáng quá. Tiền đồ và hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người đàn ông. Hắn dám lén lút làm chuyện này. Nếu chỉ có vậy, ta chỉ ấm ức chút cũng được. Nhưng cha mẹ ta sớm mất, đứa em trai duy nhất vừa mới kết hôn đột ngột mất tích. Chính lúc ta thất vọng, định gặp Tử Lãng để nói rõ, thì em trai ta đột ngột mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Sau đó ta điều tra, chuyện này có liên quan đến Tử Lãng. Hắn thật quá đáng, thật là quá đáng. Huynh đã từng nói với ta có một người em trai, không ngờ đột ngột mất tích. Chắc chắn Tử Lãng làm để dọa huynh. Hy vọng Tử Lãng chưa giết em huynh. Mẹ kiếp, thật đáng hận. Tên này thật ác độc. Mọi người cũng thấy Tử Lãng không ra gì. Phiền các người truyền lại chuyện này cho người khác, để tránh mọi người hoang mang. Ngoài ra, tịch thu tài sản bất chính của Tử Lãng 200 lạng bạc. Theo quy định, một nửa nộp cho nha môn, một nửa chia cho mọi người. Huynh vừa nói những chuyện đó là thật hay giả? Còn thật hơn cả sự thật. Ha ha hơ. Tử Lãng đáng chết. Chỉ thăm ông thì chưa đủ để giết Tử Lãng. Thêm một mạng người, đủ để Tử Lãng không thể ngóc đầu lên. Tiếc là kiếp trước ta chỉ là thường dân, không thể lấy mạng một sai dịch. Nhưng không vội, còn vụ án hiếp dâm và những thương nhân ở khu Nam Thành bị Tử Lãng hãm hại.